Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3504, tình thế hỗn loạn tam. Trần Hiểu Húc thuyết pháp này nhường đoàn người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu song phương vẫn là thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, hai người đột nhiên lại tăng cường thế công, không ngừng đối công, linh khí va chạm mà sinh ra dư ba. Sóng sau cao hơn sóng trước, quét sạch đến trên khán đài tới. Ngô Hải lập tức đứng lên, chào hỏi hàng thứ nhất mấy cái đại lão, cùng một chỗ bố trí một đạo kết giới, đem thính phòng bảo vệ. Tam giới minh cùng bát tử, người tại trên khán đài chia làm hai phe cánh, nhìn qua dương cung bạt kiếm, nhưng lực chú ý cũng đều trên quảng trường đánh nhau hai cá nhân bên người. Một trận chiến định càn khôn. Pháp thuật công hội thuộc về, liền nhìn một trận chiến này rồi. Ầm, hai người kết ấn chạm nhau một chưởng, kết quả riêng phần mình về phía sau bay ngược ra hơn 10 mét xa. Nguyên thần quần áo trên người bị màu lam hỏa diễm nhóm lửa, áo choàng phía dưới thiêu hủy một nửa. Hắn cúi đầu dập tắt hỏa diễm. Sông Kiến Minh lắc đầu nói ra: có chút không dám tin tưởng. Sông Kiến Minh lắc đầu nói ra: ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể ẩn giấu đi sâu như vậy. Ngươi là toàn tri cảnh giới, khó lường a. Ngươi không cũng giống như vậy, ai cũng đừng nói ai. Kiến Minh lại lần nữa xông lên, hai người lại là lần nữa đánh làm một đoàn. Đột nhiên thanh quang đại thịnh, nguyên thần trong tay nhiều một chút màu xanh biếc sợi đằng, hình dáng đồ vật như xúc tu đồng dạng hướng Kiến Minh trên thân quật. Trải qua tranh đấu hạ xuống, cái kia sợi đằng hóa thành từng cây vô hình thanh quang, đem Kiến Minh vây vào giữa. Đối mặt áp lực cường đại, Kiến Minh hai tay kết ấn, có kim quang như hơi nước đồng dạng từ quanh thân tràn ra, ở trên đỉnh đầu không tạo thành một tòa tam phẩm đài sen, không ngừng chống cự lại thanh quang đối nhục thân ăn mòn. Hiện trường tất cả người xem cũng đều nín thở, ai cũng biết chiến đấu đến thời khắc quan trọng nhất. Tam phẩm đài sen, châu con mẹ nó bò a. Vương Tiểu Bảo đối Phật môn pháp thuật hiểu rõ nhất, lập tức kinh hô lên: gia hỏa này là toàn tri cảnh giới, sợ là tại đệ tử Phật môn bên trong có thể xếp vào đệ nhị. Đầu tiên là ai? Tô Yên thuận miệng hỏi: cha ta a. Từ khi dùng thanh quang khốn trụ Kiến Minh sau đó, hai người đều không di động nữa, mà là riêng phần mình làm phép tăng cường chính mình pháp thuật. Hai người tại thủ đoạn phương diện không sai biệt lắm, sàn sàn với nhau. Bây giờ chính là tu vi so đấu rồi, một công vừa thủ, xem ai có thể chống đến một khắc cuối cùng. Hai người biểu lộ từ ngưng trọng đến khẩn trương, cuối cùng đều lộ ra vẻ thống khổ. Đột nhiên, nguyên thần nhếch miệng nở nụ cười, hét lớn một tiếng: phá!
thanh quang nhất thời bùng cháy mạnh, đem đài sen xoắn đến vỡ nát. Kiến Minh phù phù một tiếng, ngồi dưới đất, một ngụm máu từ trong miệng phun tới. Hắn dùng sức nhảy lên, ý đồ đứng lên, nhưng là một căn màu xanh dây leo đã trói lại cổ của hắn. Nguyên thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trường Xuân Quyết, đệ cửu trọng, miễn cho ngươi không biết mình làm sao bại. Kiến Minh choáng váng một dạng, nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong các loại khuất nhục cùng không cam lòng. Cái này tư thế giữ vững một hồi lâu, trong mắt của hắn quang hoa trong nháy mắt mờ đi. Nguyên thần cũng rút mất sợi đằng. Kiến Minh thở ra một hơi, căng thẳng thân thể lập tức héo rút xuống dưới, cả người tựa hồ lập tức thấp nhỏ đi rất nhiều. Nguyên thần không nhìn hắn nữa, quay người hướng thính phòng đi qua, quay thân mà đứng, mang trên mặt mỉm cười thắng lợi. Tam giới minh thành viên tất cả đều đứng lên, từng cái thần sắc xúc động, phẫn nộ mà đau thương, đối nguyên thần trợn mắt nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Cùng tiến lên. Nguyên thần nhìn qua bọn hắn từ tốn nói. Đi. Kiến Minh từ phía sau hắn đi tới, khom người eo, ai cũng không nhìn, hướng phía cửa cung phương hướng đi. Triệt để bại. Kiến Minh trong lòng rất rõ ràng, lần này ngay trước mặt mọi người khiêu chiến nguyên thần, vốn là tử chiến đến cùng, thua một trận này chẳng khác nào thua tất cả. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cái này thất bại. Hắn vẫn giấu kín thực lực chân thật của mình, toàn chi cảnh giới, đặt ở pháp thuật giới bất kỳ một cái nào thời kỳ cũng là siêu cấp cường giả rồi. Chỉ là không nghĩ tới nguyên thần thế mà cũng che giấu thực lực, mà lại ẩn giấu đi nhiều như vậy. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Đi ra cửa cung, Kiến Minh cười ha hả, sau lưng Kiến Dương bọn người yên lặng đi theo. Cũng có rất nhiều tam giới minh không phải dòng chính đệ tử lúc đầu đã đứng lên, này lại lẫn nhau nhìn quanh, có chút đâm lao phải theo lao. Kiến Minh khiêu chiến thất bại là chính hắn sự tình. Pháp thuật giới cần chính là đoàn kết. Từ hôm nay trở đi sẽ không có phe phái chi tranh. Các ngươi chỉ cần lưu lại, sau này chính là người của mình. Nguyên thần mở miệng nói ra. Những người này bắt đầu chậm rãi ngồi trở lại đến vị trí của mình. Minh chủ Uy Vũ, Trương Vũ dẫn đầu hô một tiếng. Minh chủ Uy Vũ, Minh chủ Uy Vũ. Rất nhiều người bắt đầu cũng theo một lúc hô, liên tiếp tiếng gầm, đem bầu không khí cũng đẩy lên cao trào. Ngô Hải lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử của mình, Lý Mộ Hiên, từ tốn nói, trước ngươi còn muốn cùng hắn đấu, thấy không? Lý Mộ Hiên không lời nào để nói, trong lòng của hắn minh bạch, mặc kệ là song hùng tranh bá, vẫn là tạo thế chân vạc, cục diện như vậy, theo Kiến Minh bị thua, đều kết thúc. Pháp thuật giới từ hôm nay trở đi bắt đầu họ Nguyên rồi. Lý Mộ Hiên thì thào thở dài. Ngô Hải cười nhạt một tiếng. Cái này còn nói không chính xác đâu.
Diệp Tiểu Mộc bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn nói chút gì, chỉ nghe thấy Bạch Vi lần nữa đi đến trước sân khấu, quả thực nói rồi một phen đối Nguyên Thần lời khen tặng. Hôm nay một trận chiến này ta nghĩ chắc chắn ghi vào pháp thuật giới sử sách. Kiến Minh sư thúc cường đại tại pháp thuật giới số 1 số 2, liền hắn đều không phải là Nguyên Thần sư huynh đối thủ. Tương đương với hắn dùng chính mình đã chứng minh Nguyên Thần xem như nhân thần quan tính hợp pháp, cho nên cũng là đối pháp thuật giới một lần cống hiến. Nàng dùng một chút cố ý đè ép đám người tiếng hoan hô, tiếp lấy chậm rãi nói ra: 17 năm trước tam giới chi chiến trước đó, có một người triệu tập pháp thuật giới các đại môn phái hình thành liên minh. Hắn đánh bại Thiên Môn Sơn hiếm có thiên tài thiếu niên Mộ Hàn, đăng đỉnh pháp thuật giới minh chủ. Mọi người đều biết ta nói người kia là ai, là năm đó Huyền Thanh trưởng môn Diệp Thiếu Dương. Hôm nay Nguyên Thần sư huynh một trận chiến đánh bại Kiến Minh sư thúc, một màn này cỡ nào giống như là năm đó thời đại biến thiên, nhưng luôn luôn có anh hùng thành danh. Năm đó Diệp Thiếu Dương chỉ là đem Quỷ Vương phong ấn, tại đi qua thời gian 17 năm sau ngóc đầu trở lại, ta tin tưởng Nguyên Thần sư huynh nhất định có thể tiến thêm một bước, hoàn thành Diệp Thiếu Dương năm đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, dẫn đầu pháp thuật giới đánh bại cường địch, vượt qua thiên kiếp. Giữa sân tiếng vỗ tay như sấm động, Nguyên Thần mỉm cười đối mặt đám người tiếp nhận ăn mừng. Giờ khắc này hắn chân chính đứng ở pháp thuật giới đỉnh phong. Nguyên Thần, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Một cái thanh âm cao vút từ đám người đằng sau phi thường không hài hòa truyền đến, lại vượt trên thanh âm của mọi người. Đám người ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một người đứng lên là Vương Tiểu Bảo. Tiếp lấy lại thấy được một trái một phải đứng tại hắn hai bên, Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc. Đây chính là trước đó bị tuyển định làm nhân thần quan, sau đó lại bị phế bỏ. Bọn hắn lúc này phát ra tiếng, tự nhiên là muốn gây sự tình rồi. Ta biết phụ thân ngươi là Tứ Bảo Thiền Sư. Video khắc công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hay quá, hay quá. Chúng ta cùng chờ màn tranh đấu của Diệp Tiểu Mộc, Trần Hiểu Húc và Nguyên Thần nào. Bye bye.